Hello, chào tất cả mọi người ha. Đó thì hôm nay mình sẽ review theo yêu cầu của mọi người là đăng bán những cái bộ combo phụ kiện câu đài ha. Đó thì hôm nay có phụ kiện câu đài luôn. Đó, cần câu thì mình chưa có thời gian để đi quay cần câu, tại muốn quay cần câu thì nhưng mà trời nắng đẹp đi test cần đi câu cái kiểu ok rồi mới ngon mới 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 clip mới đẹp, còn mà ngồi trong nhà cũng chán lắm mọi người. Cho nên giờ mình làm một phụ kiện nha. Cần câu thì mọi người nào cần cái gì gì cứ nhắn tin gì đi, mình gửi mẫu cho dễ ha. Rồi thì đây là cái hộp phụ kiện đựng đồ câu đài ha mọi người, và làm thẻo luôn. Thì cái này nè là nguyên bộ vậy á, là mọi người chỉ sắm nguyên bộ này xong rồi mọi người về là đi luôn, đi câu luôn, không cần thêm bất cứ cái gì nữa đâu. Đó thì nguyên bộ như vậy á. Giá bán lẻ ha mọi người, giá bán lẻ là từng món á, thì là mọi người chỉ cần vào cái mô tả của cái video này thì mình sẽ có báo giá từng món lẻ ha. Còn mà nguyên combo như vậy thì mọi người sẽ được ưu đãi nhiều thứ hơn. Nó được ưu đãi nhiều thứ hơn nha mọi người. Đó. Thì bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết của từng cái món đồ này ha mọi người. Rồi thì bây giờ mình bắt đầu mình đi vào chi tiết cái món hộp này trước nha mọi người. Đây là một cái hộp phụ kiện. Đây là một hộp phụ kiện hôm mình làm cái combo mà câu tay với cái cần Shimano màu xanh dương, màu xanh lá mọi người. Đó thì cái này á là cái hộp làm thẻo, làm chụp câu đài nha mọi người. Đó thì mình mở ra cho mọi người xem là bên trong nó có những gì ha. Đây thì bên trong của nó sẽ có là những cái hạt chặn, có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 cái tép chặn nha mọi người. Thì mỗi một tép như vậy để mình đếm coi là bao nhiêu hạt ha. Mỗi một tép như vậy là nó sẽ có 8 hạt nha mọi người. Đó, rất là xịn sò luôn. Rồi nhìn cái tép nó nè. Đó, người thấy tép chặn của nó ha, rất là đẹp, rất là đã luôn. Nhìn rất là dễ rút, cầm nắm rút rất là dễ. Nó hộp thì dài dài mà nó nhỏ nha mọi người, dài mà nhỏ. Trong chuyên cho mọi người làm thẻo câu tay câu đài ha. Đó, ở đây thì nó sẽ còn có khóa số 9 nè. Khóa số 9 này chắc tầm 10 cái nha mọi người, 10 cái. Đó. Thì theo là chì. Chì lá và thanh quấn chì là 10 cục luôn nha mọi người. Đây 10 10 viên luôn. Đó, cái này thì chì này mọi người đâu. Nó quấn sẵn rồi cho mọi người rồi. Đây để mình mở ra cho mọi người xem một cái này ha. Em mới gớt một cái. Mình lật ra ủng mà đẹp quá, đang đẹp mà bung ra xấu. Đó, đây mọi người. Đó, đây thì nó đã quấn sẵn cho mình rồi, thì mình cứ canh bao nhiêu thì mình cắt bỏ bao nhiêu hết mọi người. Đó. Đó, canh bao nhiêu thì mình cứ cắt bỏ bấy nhiêu. Cắt khi nào mà mình vừa mình đủ mình câu rồi thôi ha. Đó thì nó quấn sẵn cho mình rất là nhiều luôn. Đây, rồi. Đây quấn sẵn cho mình rất là nhiều, là có 10 viên. Thì mọi người làm được 10 cái thẻo ha. 10 viên làm được 10 cái thẻo. Đó. Đó. Và cái này là chân phao. Cái này do chắc là bằng silicon quá. Đây mọi người nhìn nè. Nó dẻo nhẹo à. Thấy cái bộ cái này xài có lý hơn cái loại chân chân có xay xay được ha. Mình thấy cảm thấy thích cái này đó, hôm nào mình làm bằng cái thẻo này luôn. Dễ câu, rẻ, tiết kiệm nữa. Nó một hộp như vậy chỉ có 40 ngàn nè. Mình bán lẻ 40 ngàn á. Đấy, thì mình làm sơ sơ cái hộp này là mọi người làm được một 10 thẻo, 10 cái chục nha mọi người. Một hộp này mọi người làm được 10 cái chục câu đài luôn, 10 chục câu đài. Đó. Nó gồm hạt chặn và thanh cái chân phao và thanh quấn chì và chì lá luôn ha. Rồi hạt chặn, đó cái này là mọi người làm được 10 cái luôn. Đó. Tiếp theo là cái hộp này tức là cái cây chống cần nha mọi người. Đây là cái cây chống cần. Cây chống cần tay nha. Đó. Mình rút ra cho mọi người xem nè. Rút ra thì mình để ở ngoài luôn ha. Đó, cái này thì mình hầu như là không không cần xài tới ha. Mình chỉ xài là xài cái này thôi. Đó, cái này là mình sẽ ghim vào đất ha mọi người. Đấy, ghim vào đất như vậy đó. Ghim vào thì mình dặn cái con ốc này nè. Đó, dặn này lên xuống là mình đưa cái này xuống cao thấp luôn nè. Đó, thì cái cây này mình sẽ ghim vào đây. Đây nó có cái chốt nhỏ nè mọi người. Mọi người thấy chốt nhỏ đó ha, bóp nó xuống nè. Đó, bóp xuống được ha. Đây, bóp xuống và ghim vô. Thì cái cây trống này mình có thể rút dài ra được nè. Đó. Đây là cái gác cái cán nè. Đây là gác đoạn giữa cần nè, nó rút ra rút vô nè. Cây này dài 2,1 m nha mọi người. Đó, dài 2,1 m. Này, mình sẽ để đây cho mọi người xem. Đó, thì cái này thì không nói nhiều, đây là cái cây này bằng inox nha mọi người. Cái đoạn này bằng inox nha, còn cái này thì bằng sắt nè. Cây này bằng sắt nha, cái này bằng sắt nè. Nhưng mà cái đoạn này thì inox nha, khỏi sợ xét nha. Đó. Hai món thì cái video này mình làm chắc cũng không có dài dòng đâu. Đó, tiếp theo là cái nhân vật chính tức là cái hộp này. Đó, cái hộp này nha mọi người.
chống cận thì mình giá bán với giá 50.000 một cái ha, 21. Đó, đây là cái hộp đựng thẻo câu, đựng thẻo nè, rồi đựng lưỡi, rồi đựng chì lá, chung đựng phụ kiện chuyên về mảng câu đài ha mọi người. Đây mình sẽ mở ra cái phần trên đây cho mọi người xem nè. Đó, đây là phần trên để cho mọi người gắn làm mấy cái thẻo sẵn nè. Đó, cuộn này bằng mềm lắm, nó mềm mèo à, giống như silicon nhá. Đó, chứ không phải là nó một cái tép bằng mút như hồi trước đâu, nó bằng nhựa luôn, mọi người xài đi xài lại rất là nhiều lần không bao giờ hư ha. Đó, đây nó gồm là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 cái nha mọi người. 14 cái mọi người làm được 14 cái thẻo đó, mọi người làm được 14 cái thẻo gắn như đây ha. Thẻo ngắn theo dài 3m6, 4m5, 5m4, 6m3 đó. Đó, còn cái ngăn bên đây, đây cái ngăn này ha mọi người, cái ngăn này thì mọi người có thể đựng được lưỡi nè, đây lưỡi mấy cái hộp nhỏ nè, hoặc chì lá, hoặc ở đây là mấy cái phao nhỏ là bất cứ gì mọi người đựng vừa cái này. À, hộp của nó xài 500 ha mọi người, để vô là hết nè. Đó, để vô là hết nè. Đó, mọi người thấy chưa, nó hết nè. Hết cực kỳ cứng luôn ha. Đó. Nè, đó, mọi người thấy vuông ra nó hết vô nè. Xài 500 ha. Thì còn toàn bộ ngăn này xài 500 hết. Người cứ để vô là nó hết. Đó, để vô là hết nè. Đó, để vô hết mọi người. Cái hộp này là hai ngăn nè. Một cái ngăn này á là để cho mình đựng thẻo, đựng lưỡi này nọ đồ nè đó. Còn cái ngăn tiếp theo là cái ngăn này. Cái ngăn này ha mọi người. Đây. Cái ngăn này á là để mình tóm mấy cái thẻo câu. Muốn tóm mấy cái thẻo câu này như hai lưỡi mấy lưỡi đó. Mấy cái lưỡi câu á mình tóm lưỡi câu dây sẵn á, đặng mình máng lên đây nè. Đây mình sẽ máng lên trên đây ha. Máng lên đây và mình móc một cái lưỡi vô đây nè. Thì nói lên đây thì nó cũng đơn giản lắm, để mình lấy cái lưỡi. Đây mình có hộp lưỡi màu giảm mình tượng trưng nha mọi người. Cái này là tượng trưng nha, tại làm biến đi ra đấy. Đó, ví dụ như mình tóm một cái lưỡi sẵn ha. Cái đầu dây mình sẽ máng vào trên đây. Và cái này mình sẽ móc vô đây. Đó. Mình sẽ móc vô đó vậy. Đó, tượng trưng là như vậy. Đó, này mình gắn được rất là nhiều thẻo nha. Đây mọi người gắn được cái đầu này là 4 thẻo nè. 1 2 3 4 nè. Đầu này là thêm 3 thẻo nữa. 7 thẻo chưa đâu, nó còn trên đây nữa nè mọi người. Đây, còn trên đây nữa nè. Đó, ngăn thứ hai của nó cũng có nữa nè. Đó, cho mọi người làm được rất là nhiều thẻo luôn. Đó, rồi tiếp theo là tới cái ngăn này ha. Tới cái ngăn còn lại là cái ngăn thứ hai. Đây. Đây là những cái combo mà mình sẽ bỏ thi kèm theo trong cái hộp cho mọi người nha. Chứ bình thường mọi người mua cái hộp, mua cái hộp nha mọi người, là không có phao, không có ba cái phao này, cũng không có mấy cái này luôn, lưỡi nè, lưỡi không ngạnh nè, rồi dây tấm làm chụp nè, không có nha. Chỉ mọi người mua hết bao nhiêu đây mình mới tặng cái này thôi. Đó. Thì trước mắt á mình sẽ lấy ra hết cho cái hộp này nó y như cái thời cái lúc mà nó mới có nha mọi người. Lúc mới nè. Đó, lúc mọi người mua cái hộp không về là nó sẽ như vậy. Đấy, không có gì hết nha. Đây là hộp không bán lẻ là 130.000 nha mọi người. Không có gì hết nha. Không có gì hết. Chỉ có như vậy thôi là 130.000. Đó, mọi người mua nguyên combo gồm chống cần và hộp phụ kiện qua này thì mình sẽ tặng những cái món này ha. Đó, phần tặng thì khá là có giá trị nha mọi người. Đó. Đây. Đây khi mình nó sẽ có những cái ngăn nắp nắp nè. Đó, mọi người thấy này nó có mấy cái nắp này ha. Để mình gắn cái đầu này vào nè, đó, gắn vào đây vậy. Đó, mọi người thấy chưa? Đây mình sẽ gắn vào ra hết cho mọi người xem ha. Đó, một cái nè. Thì mọi người chia ra từng cái khoảng phao dài bao nhiêu đó. Mọi người chia ra bắn vô. Đó, rất là dễ luôn, cực kỳ dễ. Đó, mình sẽ gắn đầu này đi. Đó, cái phao này cũng hơi dài nè. Rồi, ok, đó. Gắn vậy. Thì cái hộp này toàn bộ nó bằng nhựa ha mọi người. Hộp bằng nhựa. Cái bát của nó, đây, cái bát của nó bằng sắt nha. Lộn, bát nó bằng nhựa nha mọi người. Lộn. Tính nhìn màu tướng nó sắt. Đây, bát nó bằng nhựa nha. Thì cũng như bao nhiêu cái hộp nhựa khác thôi. Đây chỉ là một cái hộp nhựa giá rẻ, chỉ có 130.000 thôi. Không có sánh như các đại sư cái hộp mấy trăm ngàn triệu luôn nha mọi người. Đây cái hộp là cho mọi người chơi tèn tèn thôi, không cần cao cấp gì hết. Nhưng mà rất bền, mình cảm thấy nó rất là bền. Nhựa rất là cứng cáp luôn, chứ không phải là ọp ạp ẹp với ẹt đâu. Đó. Thì đây cái phần phụ kiện mình tặng theo cái bộ như này ha. Là ba cái phao, là ba size ha. Này, ba phao ba size, giả gỗ 1, 2, 3 ha mọi người. Đây, 1, 2, 3. Đó. Gắn vào cái hộp này á, là cái hộp dài 55cm không? 50cm nha mọi người. Hộp này là hộp 50cm. Đọc nhầm là 55cm rồi. Hộp này là 50cm nha. 50cm. Đó. Gắn vào như vậy. Đó. Thì phụ kiện mình tặng theo là sẽ là một cái bịch lưỡi. Một bịch nha mọi người, chứ không phải là hai bịch. Mình tượng trưng là hai size. Mọi người muốn size bự thì mình đưa size bự nè, đó. Đó. Đây, muốn size bự mình đưa size bự, còn muốn câu cá nhỏ size nhỏ thì mình đưa lưỡi nhỏ ha. Mình chỉ tặng một bịch thôi, tại mình cầm hai size cho mọi người chọn.
tại cái loại này mình không có nhiều size, cái giá bịch lẻ này mình bán tới 18.000 một bịch lận. Còn một loại thì nó cũng tương đương như vậy nhưng mà bán chỉ có 14.000 thôi. Mình đưa luôn cái loại 18.000 cho mọi người nè. Đó. Nó nhiều loại lắm. Đó, thì đây là cái cuộn dây làm trục. Cũng tặng kèm thêm một cuộn dây làm trục nha mọi người. Đây cuộn này là có 35m nha mọi người, 35m nhưng mọi người làm thẻo 4m5 thì tầm khoảng được cây okay, không tới 10 cái thẻo nha, tại vì một cái thẻo là hết 4m5 rồi, và khoảng 7-8 cái thẻo một hộp như vậy ha mọi người. Đó. Đó thì là tặng kèm em là bao nhiêu đây ha. Đây, là một bộ nó sẽ như vậy. Đó. Đấy, thì một hộp hộp và một bộ combo như vậy ha. Mình bán với giá là 220.000 nha mọi người. 220.000. Đó, riêng đặc biệt cái này á mình sẽ không bao ship nha mọi người. Mình sẽ không bao ship được. Tại vì lý do những cái món đồ này cái phí đóng gói của nó rất là cao luôn. Tại vì nó bằng nhựa nè, mình phải đóng gói chống sốc mấy lớp. Ít nhất cũng phải là 2 lớp, 3 lớp. Rồi chống cặn này nọ nữa. Nói chung là cái phần đóng gói cái này nó hơi kỹ cho nên mình không có bao ship được. Nhưng mình chỉ lấy tiền ship của mọi người là 20.000 thôi. Cái hộp này mình chỉ lấy tiền ship là 20.000. Hỏi tại sao mình lại thu tiền ship? Mình cũng dự định là mình làm cái combo này là bao ship thì mình giờ mình kê lên là bán 240 là như bao ship rồi đúng không? Thôi đâu ra đó đi, cái nào mà mình nhắm bao ship thì mình để bao ship. Còn cái nào mà thực tế không có bao ship được á thì mình sẽ để tiền ship là 20.000. Và có những món mới ship 30.000, 40.000 nhưng mà riêng này là phí ship chỉ có 30.000 thôi. Nha, không, phí ship 20.000. Thì tổng là 240.000 thì mọi người theo hai bộ như vậy thì miễn ship vậy thôi ha. Một bộ như vậy là phí ship 20.000, cực kỳ rẻ luôn. Quá trời rẻ luôn mọi người. Đó. Rồi ok thì mọi người mua thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại góc màn hình đây của mình ha. Đó, gọi trực tiếp hoặc nhắn tin qua Zalo. Thì nhắc lại bộ phụ kiện gồm là một chống cần 2m1 nha mọi người, một chống cần tay 2m1. Hộp phụ kiện làm thẻo và một hộp đựng phụ kiện câu đài đựng thẻo luôn. Hộp này đa năng. Đấy, hộp đa năng nha, hộp phụ kiện đa năng mọi người cứ đựng phải thẻo này kia các kiểu ok hết. Rồi ok, bye bye. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của mình.